Xin chào mọi người, nhất là các em trai tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Đây là video clip anh làm về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các em. Thì năm Mậu Tuất thì các em đã biết rồi, năm Mậu Tuất là một năm bình địa mộc. Mạng của các em là mạng hải trung kim, mà người ta gọi là kim khắc mộc. Đó là kim, mà là kim như kiếm phong kim rồi này kia, thì khắc mộc đó thì nó còn vững chãi. Còn của các em là vàng trang sức, mà vàng ở dưới biển. Mà vàng dưới biển thì đa phần là chưa có định hình, thì có thể nói là không khắc được mấy cái năm bình địa mộc này. Đặc biệt là các em năm nay là dưỡng sao kế đô, một cái sao đem lại rất là nhiều khó khăn, có thể nói là sao xấu nhất đối với nữ, nhưng mà đối với nam thì nó cũng có tác dụng nhất định, mà phần lớn là về mặt sức khỏe. Người ta nói sao kế đô mà đến với nam là đem lại rối rắm và nạn tai. Hạn là địa võng thì nhiều việc rất là âu lo. Vận niên là dương hồi ngạn, tức là dê về suối, rất là tốt. Một cái vận niên có thể nói là đem lại cái sự mát mẻ, tươi mới cho bản thân của người Ất Sửu. Thiên can chữ Ất gặp Mậu thì bình thường, không có gì. Nhưng mà nếu như mà xét về mặt nạp âm ngũ hành thì gọi là khắc xuất thắng lợi. Còn địa chi là Sửu gặp Tuất, thì người ta gọi là Thìn Tuất Sửu. Tuất Sửu là lục xung, mà lục xung thì nó đem lại nhiều cái rối rắm về cái gia đạo. Thì trên đó là chúng ta có thấy có thể là vẻ bề ngoài của cái năm này. Thì đặc biệt là vướng vào cái sao kế đô và cái địa chi là lục xung. Thì sao kế đô thì người ta nói hay nói là không xô cũng ngã. Thì để xem coi là nó ảnh hưởng đến mạng người mạng kim của các em nó như thế nào. Thì về sự nghiệp và công danh của năm 2018 thì năm này là năm Mậu Tuất. Các em trai gặp sao kế đô chiếu mạng thì như đã nói, nhiều việc rối rắm, tai tiếng thị phi, bệnh nạn xâm nhập bản thân. Người xưa thường bảo nam mạng gặp kế đô không xô cũng ngã. Tuy nhiên là rất may cho các em là sao kế đô nó thuộc hành kim, thì đối với người mạng kim là đồng hàng, cho nên là các em trai có gặp mọi cái vấn đề bất an thì vẫn có thể sắp xếp tình trạng, có thể là chuyến bị biến chuyển mà có thể tốt hơn. Trong rủi có may, sức khỏe bổn mạng cũng đỡ gặp bất trắc hơn là những người tuổi khác, mạng khác gặp sao kế đô. Cho nên là nói là cái này thì xô không xô cũng ngã thì không đúng, cái này xô mới ngã, còn xô như thế nào là còn tùy thuộc vào cái tháng. Hạn thì gặp địa võng rồi, như đã nói ở trên là tinh thần sẽ khó được thoải mái, bệnh nạn dễ sinh, tính toán thì thiếu phần sáng suốt, dễ gây hao tốn. Đặc biệt thì mình có được cái các em có được cái vận niên mà dương hồi ngạn hợp với cuộc sống gọi là an phận thủ thường. Mọi toan tính lớn đều không nên, chỉ có thể san bằng những cái trở ngại nhỏ thôi. Nhưng mà có thể nói là không có quá mong chờ vào cái vận niên này đâu. Nó sẽ có cao lắm là cứu vãn phần nào khó khăn ở trong cái cuộc sống của cái năm nay thôi, mà đưa về cái trạng thái gọi là bình an vừa đủ, chứ không thể nào mong chờ lớn được ở cái vận niên này ha. Rồi, về mặt tứ trụ của năm nay thì các em rất là may mắn. Xét về tứ trụ thì năm nay với thiên thắng địa lợi thì nó sẽ là công danh dễ thăng tiến, tài lộc hưng vượng, mưu sự thì dễ thành, dù có sự trở ngại thì cũng dễ dàng vượt qua. Đó là cái về tứ trụ có sự thiên thắng. Còn mà địa lợi là sao? Địa lợi là gia đạo ở trong nhà, tình cảm có nhiều điều may lành, tốt đẹp. Hy vọng là có cái tứ trụ tốt này sẽ phần nào chế hóa đi cái sao kế đô của các em. Như vậy phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành mà luận giải, năm nay can mậu thì thuộc vuông, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái chỉ, cho nên hỏa chắc chắn là sẽ vượng. Mà đối với cái người mà mạng kim là tương khắc, có phần bất lợi. Tuy nhiên do các em là mạng hải trung kim, tức là vàng nằm ở dưới đáy biển, thì cái lửa hỏa vượng này không đốt các em được là bao nhiêu, cho nên là có thể nói là
sao kế đô rồi cộng với là cái năm hỏa vượng đốt này, đáng lẽ là bổn mạng của các em sẽ phải bị ảnh hưởng nhiều, nhưng thực ra thì nó không quá ảnh hưởng đâu, có thể nói là một chút lâm nguy thôi chứ không quá xấu để mà cần phải đề phòng nhiều thứ. Rồi sao chiếu mạng á là cũng gây nhiều bất lợi, nhưng là nhờ thuộc hành kim nên giảm bớt cái phần hư hại. Vận niên và vận thế mang lại nhiều tốt lành, nhưng nên tránh cái thái độ mà gọi là nhờ vận niên là thiên thắng địa lợi á, thì mình ỷ lại và mạo hiểm mà hại thân. Đây là năm mà có thể nói là khó khăn, nhưng nếu biết gọi là tiên liệu cương nhu trong những tháng mà hợp mệnh thì vẫn có cơ hội tài lộc không đến nỗi thiếu thốn. Đây là năm trung bình của các em trai tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 về mặt ngũ hành. Còn xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận đi vào thắng địa có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Tuy nhiên là các em đang trong cái giai đoạn mà gọi là đại hạn 10 năm, từ năm 34 tới năm 43 tuổi, là thời gian có rất là nhiều biến chuyển xấu khó lường. Công danh tài lộc thì thiếu vững vàng. Tiểu hạn năm nay hy vọng sẽ làm ảnh hưởng tốt đến cái đại hạn ha, giúp cho nó cái năm này nó sẽ là một cái năm giảm bớt khó khăn trong cái năm cái đại hạn 10 năm. Tuy nhiên cũng đừng có hy vọng quá nhiều, vì có thành quả lớn đi nữa thì bị nguyên cái đại hạn nó bao trùm thì cũng khó mà vững bền, khó mà giữ được. Cho nên là các em cần cẩn thận. Tiểu vận thì có thanh long nè, long đức đồng tọa, thì các em năm nay dễ được quý nhân giúp đỡ, có nhiều cơ hội thăng tiến công danh nhờ cái sự giúp đỡ của quý nhân. Nhưng đồng thời cũng có thiên la hội với lại địa võng. Đây là những cái phá tinh đó, gây nhiều rối rắm, cho nên là cẩn thận đề phòng tiểu nhân ở phía sau lưng ha. Năm nay rất là dễ bị người ta đâm sau lưng ha. Cung tiểu vận á, thì có hóa quyền tọa thủ, chứng tỏ trong tình thế nào á, thì cái hóa quyền này á, thì vẫn bảo toàn được cái sự chủ động, cái quyền lực của các em ở trong cái năm này dù nó có xấu đến đâu. Điều này cũng nói lên khả năng chống chọi sóng gió của các em là khá lớn. Từ người tuổi Sửu mà đã vốn dĩ là người chắc ăn chắc mặt bền, đi bước nào chắc bước đó, lại là kim nữa, thì các em khá là cứng cỏi ha. Đồng tọa thì có là quả tú, quan phủ, kình dương, thì báo hiệu các em trai sẽ phải một mình tả xung hữu đột với rất là nhiều áp lực vây quanh, gây trở ngăn trong những cái tháng mà có thể nói là không có suôn sẻ, tức là tháng xung đó. Có chăng là chỉ được một cái sự giúp đỡ, nhưng là không có quá lớn, không có quá mạnh của những cái người thân quen mà vốn dĩ từ xưa giờ mình coi là anh em. Cho nên là đừng có mong cầu nhiều, mình cứ phải tự lực vào cái sự cứng cỏi của một người tuổi Sửu và mạng kim ha. Cung quan lộc á, thì đặc biệt có hỷ thần, thiên việt, hóa khoa và hóa quyền. Đây là các tinh quân rất tốt, có khả năng là làm cho cái sự mà gọi là tăng thêm vị thế, đúng không? Bước trên con đường quan vận của mình ha. Nhưng mà đều có một cái, thì có những cái này nó lại không có tăng về tài lộc. Dù sao trong tình trạng khó khăn, nhiều biến động ở cái năm mà hướng sao kế đô, công việc mà vững chắc cũng được xem là thắng lợi. Nếu các em là người mà làm mua bán kinh doanh tự do á, thì nói thật sự thì năm nay có công việc có cái nhiều đó, nhưng mà thu nhập thì chưa. Chắc chắn là nếu như mà có lưu sục thì nó cũng không đáng kể. Có thể là các em chỉ là bỏ ra để đầu tư, chứ chưa phải là năm để mà thuận vào thu vào. Cung bệnh á, thì có phúc đức, thiên đức, thì hai cái phúc đức và thiên đức này đem lại rất là nhiều tốt lành. Dù có kẻ muốn phá hoại hay làm cái gì đó chống phá mình, cũng không ảnh hưởng đến công việc của các em. Ngoài ra những phúc tinh này á, còn tạo cơ hội để các em gỡ rối những cái việc mà mình vô tình vướng phải ha, trong cuộc sống. Cung tài bạch á, thì không tốt lành như vậy, có cả tiểu và đại hao đi chung, cho nên là tiền bạc chắc chắn sẽ phải hao tốn, không có dễ dàng giữ được tiền bạc.
Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có nhiều cái tài tinh hội tụ, có thể là bù đắp cái phần nào phần thiệt hại về tiền bạc của các em trong năm này. Nhìn chung các mặt đó, năm nay sao chiếu mạng là không tốt, ngũ hành thì bất lợi ha, nhưng nhờ tiểu hạn đi vào thắng địa ảnh hưởng tốt đến đại hạn 10 năm nên dễ dàng vượt qua khó khăn. Hơn nữa mệnh đặc biệt có phúc đức và thiên đức là những phúc tinh, bên cạnh có cái phúc tinh mà phải nói là đặc biệt mà giải thần đó, đó là hóa khoa là một đệ nhất giải tinh, tức là cái tinh quân xấu nào vào gặp ông này thì ông cũng chặt đầu hết, cho nên hy vọng là sẽ đem lại nhiều may lành. Trong mọi trường hợp các em nên là vào cái năm mà như thế này thì các em nên là làm thiện tích đức ha, thì hoặc là nếu như mà gặp ai đó mà chơi xấu mình thôi kệ nó, nhường nhịn nó đi, đừng có trả thù ha, thì sẽ có quý nhân giúp đỡ, mọi việc hanh thông. Có thể nói đây là một năm chỉ trung bình thôi đối với các em trai tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Như vậy đó là phần về công danh và sự nghiệp của năm 2018 đối với tuổi của các em. Bên cạnh những điều mà xấu thì các em cũng có những cái tinh quân tốt để mà cứu trợ lại, nhưng mà đừng mong cầu rằng đó là năm nay là năm mà các em sẽ thành công nhiều điều. Có thể chỉ một là quan vận, một là cái công việc mình nó sắp xếp nó nấy thôi, chứ tiền bạc thì không chưa ha. Hay là các em mà làm quan vận thì các em có thể thăng chức nhưng mà tiền thì không có ha. Người ta gọi là có chức nhưng mà chưa có quyền. Ok. Rồi về mặt tình cảm á, thì năm 2018 á, như đã nói ở trên á, là các em gặp đó là thiên thắng địa lợi, thì cho nên là địa lợi này ảnh hưởng về mặt tình cảm gia đình, là cho nên là tương đối bình an, thậm chí là có nhiều điều tốt đẹp. Năm nay á, là có địa lợi như ở trên về mặt ngũ hành á, thì cho ta biết là gia đình và tình cảm nó sẽ bình an, mọi điều nó sẽ hanh thông, đem đến nhiều cái điều hạnh phúc. Hạn thì có song hỷ, gia đình có nhiều niềm vui, có lợi về chỗ ở, thậm chí là mua sắm nhà đất hay thay đổi chỗ ở hiện tại tốt đẹp hơn. Vợ chồng thì hòa thuận đồng lòng, thậm chí là có nhiều dịp vui vẻ hội hè yến tiệc. Đặc biệt với Khôi, việc lưu hạn thì điều này là rất là tốt, rất là ấy, là cho các em là đối với những người có con cái thì sẽ đem lại niềm vui cho các em rất là nhiều ha. Đặc biệt cái cung chiếu có mã ngộ với đà thì các em nên cẩn thận. Thiên mã mà ngộ với đà la này á, thì giảm việc đi xa đi, lái xe cẩn trọng, đề phòng tai nạn bất thường. Nên nhớ ha, đối với các em độc thân á, thì nên dè dặt trong giao tiếp. Năm nay do kế đô chiếu mạng cho nên là rất dễ đem lại tai tiếng vu vạ, cần một cái gọi là để ý về mặt tình cảm, đặc biệt cẩn trọng bổn mạng, nhất là 2 tháng giữa năm, đề phòng tai nạn phạm thân. Tại sao là anh phải nói là cái tình cảm mà mình phải đề phòng như vậy? Tại vì năm nay nếu như mà kéo vào ngoại duyên thì nó sẽ đưa các em đến cái việc mà không tốt về bổn mạng của mình. Các em mà để tình cảm này xen gần tình cảm kia thì chắc chắn sẽ đem lại nhiều điều mà các em sẽ không lường trước được bởi cái sao kế đồ của mình. Về mặt sức khỏe thì năm 2018 sao hạn thật sự là không tốt, sức khỏe thất thường, đặc biệt cần phòng tai nạn. Với hỏa vượng, với năm hỏa vượng đốt kim thì nên đặc biệt cẩn trọng bổn mạng. Thì cẩn trọng bổn mạng ở thời điểm nào thì như hồi nãy đã nói thì là ở giữa năm. Tại vì hai cái tháng mà tháng 5 và tháng 6 âm lịch là hai tháng thiên thượng hỏa, nằm trong năm mộc, mà năm này là cái chữ mậu là như đã nói ở trên là hợp hỏa, hỏa rất là vượng, mà chúng ta là kim, mà dù là có nằm ở dưới biển đi nữa nó đốt quá thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng. Cho nên là các em cần cẩn thận. Phải nói rằng năm nay bổn mạng suy yếu, cần cẩn trọng ở những chuyến đi xa. Đừng có để mà say xỉn lái xe ở những chuyến đi xa thì sẽ ra rắc rối. Thì trên đây là những thông tin anh tổng hợp được từ tử vi
của năm Mậu Tuất đối với tuổi của các em. Anh có làm luôn cả cái phần mà vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi của các em, để các em biết rằng là tháng nào thuận và tháng nào không thuận, tháng nào nên đi xa và tháng nào không nên đi xa, vì nó có ảnh hưởng nhiều điều. Trong chẳng lẽ bây giờ cái tháng gặp năm gặp sao cái đô chúng ta ngồi không cũng không được, nhưng mà cả năm chẳng lẽ tháng nào nó cũng xấu, cũng không phải. Cho nên là chúng ta phải xét kỹ từng tháng coi nó gì ảnh hưởng thế nào. Thì đầu tiên hết là năm Mậu Tuất 2018, tháng Giêng á, là tháng Giáp Dần, một tháng thủy, mà mệnh của các em là kim, kim sinh thủy, bản mệnh bị sinh xuất tháng, bổn mạng suy yếu không tốt. Thiên can á, giáp ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là công việc không có vấn đề gì nhiều. Dần và Sửu là tự chủ bình hòa, không hại không hình, cũng không có tương hợp nhau. Như vậy là tháng Giêng mà các em vừa trải qua thì chỉ có là sinh xuất bản mệnh, một chút xíu sinh xuất bản mệnh thì không quá nặng nề đối với tụi của các em ở trong năm này. Có thể là tháng Giêng là tháng ăn chơi, hơi uống tí xíu, hơi say sưa một chút thì bao tử nó cào tí này kia, mọi chuyện đã qua. Công việc thì giáp ất thì cũng không có đến nỗi nào, không có ảnh hưởng gì quá lớn đến mình. Rồi tới tháng 2, là hôm nay là đã tới mười mấy tháng 2 rồi, gần đi được 2/3 cái tháng rồi. Thì tháng 2 này là tháng ất mão, tháng này là cũng là tháng kim, thì bản mệnh cũng sẽ như tháng 1 là sinh xuất tháng, bổn mạng suy yếu không tốt. Thiên can ất, dưới chữ ất luôn là đồng hàng mộc, đồng hàng may mắn thuận lợi, công việc sẽ hanh thông, bắt đầu những cái sự ráp nối của công việc rất là ok. Mão với Sửu là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc gì nhau, cũng không tương hợp. Như vậy là tháng 2 có thể nói là cũng như tháng 1 về phần sức khỏe một tí xíu, có thể là hơi mệt mỏi, hơi này kia một chút, nhưng mà thiên can thì đồng hàng chữ ất thì có thể nói là đem lại công việc, đem lại sự may mắn. Địa chi cũng vậy, gia đạo không có cái gì xảy ra lớn lao. Rồi đến tháng 3, tháng 3 Bính Thìn là tháng Thổ. Tháng 3 thì nó sẽ bắt đầu vào khoảng cỡ ngày 16 tháng 4 năm 2018, là còn vài ngày nữa, còn hơn 10 ngày nữa. Thì tháng này là tháng Thổ. Như vậy là mệnh sao? Thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh, tốt cho bản mệnh và sức khỏe. Bính ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc của tháng này cũng không có gì lớn lao. Thìn Sửu thì Thìn Tuất Sửu thì nếu đúng ra là nó bị tự hình, mà người ta gọi là nằm trong tứ hành xung, cho nên gia đạo không chắc là sẽ ấm êm như là hai cái tháng trên. Có thể nói là nó sẽ có một chút trục trặc nhưng không quá lớn đâu. Thìn với Sửu nó khá xa, nó còn cách con Tuất nữa thì không đến nỗi nào, nhưng mà do là Tuất với Sửu cả năm, chúng ta tuổi Sửu mà Tuất cả năm là chúng ta có địa chiều hướng xung khắc của năm, gia đạo không tốt, cho nên là nếu như vào tháng này thì chắc chắn gia đạo sẽ có chút xào xáo, hiểu lầm gì đó, cho nên là đừng có tháng này đừng có hẹn bồ mà lộ liễu quá để cho mấy bà vợ thấy ha. Cho nên là cẩn thận, nó không tối về ngủ ngoài sofa. Rồi đó là tiếp theo là tháng Đinh Tỵ, một tháng Thổ tiếp. Tháng này là mệnh gì? Thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh, tốt cho bản mệnh và sức khỏe. Mà khi bản mệnh được tương sinh, chúng ta sẽ được các cái tinh quân tốt ở trong người, nó sẽ sáng lên và nó sẽ bao phủ cả các cái tinh quân xấu, sẽ đem tới công việc hanh thông, mọi điều nó sẽ tốt. Người ta nói có sức khỏe là có thiệt, có tất cả mọi thứ, mà sức khỏe thì ất Sửu mệnh kim không thiếu ha. Thiên can đinh ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Rồi á là địa chi tỵ dậu Sửu là nhóm tam hợp, đem lại nhiều may mắn rất là tốt. Như vậy là tháng 4, một tháng có thể nói là khá là may mắn cho các em. Tại vì sao? Khi chúng ta được tương sinh bản mệnh thì đã là các tinh quân tốt đã sáng rồi, lại địa chi lại được tam hợp tỵ dậu Sửu nữa, giải quyết được cái phần địa chi, phần gia đạo nó tốt đẹp,
Đinh Ất thì không xung. Như vậy là chúng ta được tương sinh từ hai cái tốt cho một cái bình thường, thì dĩ nhiên rằng tháng này có thể nói là một tháng may mắn, có thể đem đến tài lộc và nhiều thứ khác cho các em. Nếu là anh thì anh sẽ đem những cái việc lớn, những cái việc quan trọng đi vào cái tháng Đinh Tỵ này mà để giải quyết, để làm thì nó sẽ ok hết mọi điều ha. Rồi tiếp theo là tháng Mậu Ngọ, một tháng hỏa. Thì như đã nói ở trên, thì anh đã nói trước là tháng năm này có hai tháng hỏa rất vượng. Năm này là năm hỏa vượng, gặp hai tháng này, tháng Mậu Ngọ là thiên thượng hỏa nữa, cho nên hỏa nó khắc kim, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe và bổn mạng xấu, cần cẩn thận. Thiên can Mậu Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi Ngọ với Sửu là thuộc nhóm tương hại, mà tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nhau. Như vậy là tháng 5 trải qua tháng 4 khá tốt, thì tháng 5 là một cái tháng mà các em cần để ý nhiều thứ. Hỏa khắc kim là đốt mình dữ dội, cho nên là bổn mạng, sức khỏe, tai nạn rất là dễ đến. Mậu Ất thì không xung không khắc, thì có lẽ đó công việc không đến nỗi nào. Nhưng mà Ngọ Sửu là nhóm tương hại, sẽ địa chi mà gặp nhóm tương hại thì gia đạo rất là dễ sinh chuyện bất hòa, gây gỗ. Mà bản thân lại là dướng cả năm là tốt gặp Sửu lục xung nữa, cho nên là để ý tháng này. Khi mà hỏa nó khắc kim á, thì cái bổn mạng của mình các sao mà các tinh quân tốt nó không còn được tương trợ, mà nó bị tương khắc, nó giảm đi cả cái sự sáng của các ngôi sao đó, thì làm cho các em sẽ rơi vào cái trạng thái là bị các tinh quân xấu nó tỏa ra ha. Cho nên là đặc biệt cẩn thận tháng này. Tiếp theo tháng 6 là tháng Kỷ Mùi, một tháng thiên thượng hỏa tiếp tục, cũng như trên mệnh sẽ tương khắc hỏa khắc kim. Thiên can cái chữ Ất của các em khắc chữ Kỷ, thiên can tương khắc tháng, chắc chắn công việc sẽ sinh ra rầy rà và có những khó khăn nhất định. Mùi với Sửu thuộc nhóm lục xung, Mùi Thìn Tuất Sửu Mùi thuộc nhóm lục xung. Mà lục xung thì sao, mô tả cái sự đối chọi, chống đối lẫn nhau. Thì nếu như nói, có thể nói trong 6 tháng thì tháng này là cực kỳ xấu. Lý do là sao? Hỏa khắc kim là bản mệnh đã bị tương khắc, mà bản mệnh bị tương khắc thì chúng ta mất đi cái sự gọi là bảo vệ của bản mệnh. Thiên can Ất khắc Kỷ ảnh hưởng tới công việc, đúng không? Có những cái khó khăn nhất định, dù là chúng ta khắc tháng đi nữa thì cũng phải có những cái phần đề phòng. Mùi với Sửu nắm lục xung thì gia đạo cũng sẽ là một điều vấn đề mà cần phải quan tâm. Như vậy có thể nói rằng hai tháng, tháng 5, tháng 6, hai tháng hỏa rõ ràng là ảnh hưởng rất xấu đối với người Ất Sửu mệnh kim của các em. Thì trên đây là cái thông tin về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985, nam mạng của các em. Hy vọng rằng với những cái thông tin mà anh tổng hợp được sẽ giúp đỡ được các em có cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái năm mà có thể nói là khá là không lành đối với người mệnh kim, đặc biệt là người Ất Sửu. Nếu như các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ video cho nhiều người cùng tuổi Ất Sửu được biết. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những video về tử vi của tuổi của các bạn, các anh, các chị, hoặc là của người thân của mình. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.